Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 9 Right On và tiếp tục với bài số 2 Unit 2 Travel, Natural Wonder and Travel to be Grammar trang 27 liên quan đến phần ngữ pháp động từ thêm in nha, động từ thêm in, động từ thêm in hay chúng ta còn gọi là gerund. Ok, chúng ta sử dụng động từ thêm in khi nào? Khi nó là một chủ đề, ví dụ như đi bộ đường dài là một cách tận rất là thú vị để mà ngắm cảnh thiên nhiên. Ok, ở đây hiking, ở đây chúng ta nó không còn là một động từ nữa. Khi thêm in vào đây nó sẽ thành một chủ đề, một danh từ nhé. Sau những cái động từ các bạn cần phải học thuộc, avoid là tránh, consider xem như, coi như, suggest là đề nghị, Danny là từ chối, might là phiền, spend là dành thời gian, tiêu xài tiền bạc. Ok, I suggest going on a sightseeing tour in the city. Tôi đề nghị đó là going là đi ngắm cảnh ở trong thành phố. Ở đây chúng ta chọn going bởi vì đằng sau suggest. Sau những cái động từ chỉ sự yêu thích như là fancy là rất là yêu mến, dislike là không thích, enjoy là thích, hate là ghét, like là thích, love là yêu, prefer là thích hơn nhá. Thì chúng ta cần phải chú ý là sau những cái động từ chỉ sự yêu thích này, chúng ta phải xài động từ thêm in. Đó là cái số 2, số 3. Cái thứ tư đó là sau những cái cụm từ can't have, can't stand, cái này có nghĩa là không chịu được, không chịu đựng được. A tourist can't have falling, can't have, can't stand. Rồi, tourist can't have falling in love with the beautiful landscapes of Vietnam. Sau go các bạn phải xài động từ thêm in. Ok, sau go. Ví dụ như là go shopping này, chúng ta có go gì nữa? Go camping này, đi cắm trại, đi câu cá là gì? Go fishing, đi bơi là gì? Go swimming. Vậy những cái mà sau go á, chúng ta phải xài động từ thêm in. Ok. Vậy tóm lại, sau khi mà nó đứng đầu câu, khi nó đứng đầu câu, nó đóng đầu câu mà nó làm chủ ngữ trong câu nha. Nó làm chủ ngữ trong câu thì nó sẽ là thêm in. Cái thứ hai là sau avoid, consider, suggest, deny, might, spend, rồi sau động từ chỉ sự yêu thích, rồi sau can't have, can't stand, rồi sau go là chúng ta phải xài động từ thêm in. Chúng ta cần phải nhớ năm cái ý này. Rồi bài số 4 trang 27, chia động từ trong ngoặc. Câu đầu tiên của chúng ta suggest, sau suggest thì chúng ta xài động từ thêm in, cho nên ở đây là climbing. Steve đề nghị là đi leo núi Everest vào mùa hè này. Câu số 2 sau can't stand là động từ thêm in. Tom không thể chịu đựng được khi mà đi thăm những cái nơi mà đông đúc và ồn ào, ở đây là visiting. Sau might động từ thêm in, cho nên ở đây sẽ là gì? Là sleeping. Cô ấy không phiền khi ngủ trong một cái lều khi đi cắm trại. Câu số 4 đứng đầu câu, đóng vai trò chủ ngữ trong câu, chúng ta sẽ xài exploring the city on foot, nhà đi khám phá thành phố bằng chân, tức là đi bộ, đi khám phá thành phố. Khi đi bộ khám phá thành phố là cách tốt nhất để ngắm cảnh. Câu số 5 đằng sau go động từ thêm in, cho nên đây là swimming gấp đôi chữ m. I don't go swimming near the Great Barrier Reef to protect it. Câu số 6 can't have cộng động từ thêm in talking, tôi không thể chịu được khi mà nói về chuyến đi của. Ok, I can't help talking about my trip all the time, it was so enjoyable. Rồi sau would love là động từ gì? Sai rồi, phải living được, ở đây phải là to live. To live, họ muốn sống ở trong những ngôi làng vùng duyên hải với một cái cách sống thanh bình, phong cách sống thanh bình, kiểu sống thanh bình. Ở đây đằng sau good love là chúng ta phải xài to infinity, to live. Đằng sau modal verb, sudden là modal verb, chúng ta xài động từ nguyên mẫu. Bạn không nên đứng gần, quá gần cái ranh giới của cái hẻm núi Grand Canyon. Câu tiếp theo đằng sau express, expect là mong đợi cái gì đấy, express đằng sau express chúng ta phải xài to infinity, đây là to enjoy. Tôi không thực sự mong đợi khi mà đi tận hưởng kỳ nghỉ, nhưng mà nó thực sự là amazing.
Câu tiếp theo, span cộng với thời gian cộng động từ thêm in, cho nên đây là see in. Dì của tôi luôn luôn dành thời gian để mà đi tới những cái địa điểm du lịch cho những kỳ nghỉ cô ấy. Sang bài số 5, sử dụng cái thì hiện tại đơn để hoàn thành câu. Câu số 1, is e động từ to be đây phải chia là is e. Is e exciting, tính từ exciting. Sau đó cộng một true infinity là true travel. Thật là phấn khích để mà đi du lịch tới Brazil, để mà cái ngắm cái cảng biển Rio de Janeiro. It's exciting to travel to Brazil to see the harbor of the Rio de Janeiro. Ở đây chúng ta phải chia này, động từ to be là thành y này, travel phải thành chu này, và đi tới Brazil là phải xài chu này nha. Để ngắm cảnh chỉ mục đích chúng ta xài chu tiếp, chu si nè. Ok. Câu số 2, cô ấy luôn luôn đi bộ đường dài trong rừng với bạn vào ngày cuối tuần. Ok, ở đây C là chúng ta sẽ ít, go phải thêm S vào. Rồi, C usually goes hiking. Ở trong rừng thì chúng ta phải xài giới từ in the forest. Với bạn bè là chúng ta phải xài with her friends. Ngày cuối tuần là xài giới từ at the weekend. Câu số 3, bọn họ không cho phép du khách chụp hình những tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng. Bây giờ đây là chủ ngữ số nhiều, câu này có not thì chúng ta phải xài don't. They don't let du khách, the visitor, thêm cái chữ mạo từ the vào. Sau đó sau cái từ let cộng tân ngữ cộng động từ nguyên mẫu không chu, cho nên chúng ta viết lại là take photos. The works of art, thêm mạo từ the vào. Trong bảo tàng là in the museum. Sang câu số 4, Jenny thích đi khám phá cảnh đẹp trong chuyến đi của cô ấy tới những cái nơi mới. Ok. Jenny là chủ ngữ số ít, enjoy thêm sờ. Sau enjoy động từ thêm in, cho nên thêm in sau discovering. Và cảnh đẹp thêm mạo từ the vào, the beautiful scenery của chuyến đi là earth her trip, ở nơi mới, in new places. Câu tiếp theo, chúng tôi đề nghị đi thăm Vịnh Hạ Long ở tỉnh Quảng Ninh vào năm sau. Rồi ở đây, chúng tôi là chủ ngữ số nhiều, subject giữ nguyên, nhưng sau subject động từ thêm in, cho nên ở đây là visiting. We suggest visiting Hạ Long Bay in Quảng Ninh province next year. Rồi sang bài exercise 6, bài số 6, trang 27. Hãy hoàn thành câu về bản thân mình sử dụng những cái động từ hoặc là cụm động từ bên trên. Ok, ví dụ này, tôi luôn luôn đi bơi ở biển. I always go swimming at the beach, but I avoid lying in the sun for a long time. Nhưng mà tôi tránh nằm trên bãi biển dưới ánh mặt trời trong một thời gian dài. Sau avoid động từ thân in nè. I like swimming, tôi thích bơi. So I suggest, cho nên tôi đề nghị suggest going to Nha Trang on holiday and for summer holiday. Ok, chúng ta có thể viết một cái câu như vậy. Rồi bài 4, 5, 6, trang 27 tạm dừng tại đây.